Dạ, chào mừng cô chú anh chị và tất cả các bạn đến với kênh Quý TV. Dạ, hiện tại thì em đang có mặt xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận nha cô chú. Dạ, thì em xuống đây trước hết là em cũng tìm hiểu thông tin về Lương Y Võ Hoàng Yên cho tất cả mọi người được biết. Dạ, thì trong thời gian xuống đây thì em cũng có tìm hiểu và thăm những cô chú trong xóm làng của Lương Y Võ Hoàng Yên. Thì em có được tìm hiểu được thông tin là cách tu tập của chú, cũng như là cách tu của chú và cách những bước chú ra đời tu tập từ trước đến hiện tại. Thì bây giờ cũng mời cô chú xem cái đoạn video mà em đã tìm hiểu và những lời chia sẻ của những người dân trong làng của Lương Y Võ Hoàng Yên ạ. Dạ, mời cô chú theo dõi ạ. Chào bác. Trước đây ông Viện thì ông về đây sau khi ông học hành đồ đâu ở dưới miền Tây Cà Mau rồi có ổng thì không biết, nhưng mà ông theo ông sư phụ của ổng làm nhà chùa, sư thì nhà chùa đó thì vô đó là làm chùa ở trong cái dốc sỏi Biến Lạc á, là ông theo thầy ông tu. Ông tu thì nó có những cái kham cổ cực, tức là không có gì hết, tức là ngày này nọ kia thứ rồi cuốc đất cuốc đồ đó. Rồi đùng một cái là cuối cùng vấn đề là nó nổi cộm rồi lên á, nên những người dân á, người ta thấy vậy rồi đôi khi người ta không hiểu thấu được cái vấn đề ấy mà tự nhiên phát sinh ra những cái đó. Rồi đôi khi người dân người ta nói nó không có được trung thực, ta không hiểu được cái sâu sát cái trong cái gì chỗ mà tài năng của ổng. Ổng học qua ông sư phụ, ổng mới chữa được những cái vấn đề cái lành bệnh. Thì đi từ cái chỗ mà lành bệnh á của nhiều người thì nó mới vang dội lên được cái tiếng ta mà ổng. Chứ nếu ổng bắt tài vô dụng thì làm sao mà ổng có tiếng ta, ổng lành lắm đâu. Yeah, nhưng mà chú xác nhận rằng là ông Võ Hoàng Yên có đi tu ở địa phương này. Đúng. Thời gian bao lâu đó, chú? Lâu, bởi vì chú là những người hồi đó chú làm chủ mấy cưa mà. Yeah. Rồi chú cưa từng cái cây, rồi ổng có giáp cây và làm từng cái chùa rùa gỗ trong cái chỗ dốc sỏi, rừng dốc sỏi Biển Lạ. Rừng dốc sỏi biển lạ. Rồi cái vấn đề là coi như trong đó là nhà nước mới mở ra trong vấn đề là cho nó khai thẳng đất quan đó. Rồi cuối cùng ông trồng thuốc, hồi đó thầy dạy ông rồi ông đi trồng thuốc rồi cuốc đất trồng thuốc hàng ngày, rồi từ đó mới chữa bệnh. Rồi cũng gian khổ lắm, nói chung là gian khổ lắm. Rồi chú thấy cái cuộc đời tu hành của ông Yên thì cũng là gian khổ lắm chứ không phải là thường bùm xuôi gió một bước lên trăng hôm nay. Không có đâu, gian khổ bởi vì như tôi chứng kiến ổng từ cái vấn đề khi thanh niên, rồi đến bây giờ luôn, từ khi mà ổng thanh niên rồi không coi như cha mẹ đồ đâu, ở đâu không thấy, người thân đâu không thấy, chứ thấy cơ ông sư phụ nhà chùa đó cùng với ổng thầy trò với nhau, rồi cuối cùng làm coi như là cuốc đất này nọ, trồng cây thuốc rồi chữa bệnh như người ta, trong tuốt trong rừng ăn. Rồi lần bước ra ngoài làng. Dạ, rừng gì? Rừng sỏi gì chứ? Rừng dốc sỏi. Rừng dốc sỏi. Biển Lạ. Rừng dốc sỏi Biển Lạ là cái nơi tu hành của ông Yên. Rồi cho con hỏi ông Võ Hoàng Yên là ổng theo sư thầy đó là tu lâu không? Lâu. Khoảng ước chừng khoảng bao nhiêu năm là ổng? Chắc cũng khoảng cỡ 5-7 năm á. Dạ. 5-7 năm rồi bắt đầu ổng. Rồi bắt đầu ông bữa hành nghề rồi sao? Thì cái chùa Hưng An Tự này thực sự không phải là gọi là chùa mà gọi là Phật hội cư sĩ Phật học Việt Nam. Là Hưng An Tự vì sau này khi mà ông chữa bệnh được hết rồi đó thì bắt đầu mới xây dựng lên cái Hưng An Tự. Trước cái thời gian mà xây dựng Hưng An Tự thì ổng đã chữa bệnh cho nhiều người rồi. Ở trong cái vấn đề cái mái chùa cùng với ông sư phụ. Sư phụ là thầy gì hả? Thầy gì không biết tên đó. Từ ông già rồi không biết tên, là mình cũng làm sao mà mình quan hệ mấy ông thầy đó được. Từ giống trong rừng á, ở trong rừng mà phải qua biển, phải đi ghe qua biển là đi tới rừng dốc sỏi. Là ông thầy của ông Yên. Ông Yên á là ở bên rừng dốc sỏi. Rồi tu hành ở đó. Rồi cái luật của nhà nước mình mà sau này á thấy cái vấn đề rồi mới mở mang đất đai tiền nọ rồi phát đất trồng su cho nhân dân đó. Đồng thời cũng ổng cũng hình như là mua lại của bà con đâu vài ba mẫu hay bao nhiêu đó rồi để trồng thuốc á, cây thuốc nam đó. Dạ, là ông Yên hay là sư phụ ông Yên? Sư phụ ông Yên và ông Yên đó. Dạ. Hai thầy trò cuốc đất làm trồng thuốc mà. À, con thấy là cái câu chuyện lúc này chưa ngã ngũ về phía bên nào, nhưng mà theo lời của chú là một kiểu gì? Chú là chủ nhà nghỉ Nano, cũng là một cái người lớn tuổi hay là gọi là già làng á, những cái người lớn tuổi ở địa phương, thì cái lời của chú nói thì nó tương đối là chín chắn và nó chững chạc hơn cái phần còn lại. Còn về bây giờ như con muốn đi tới là rừng dốc sỏi thì con đi làm sao hả chú? Để nó... cách đây xa không? Xa, ra đó là chắc là phải đi ghe rồi. À, phải đi ghe qua. Là cái quá trình của tu hành của ông thầy Yên là ở qua biển. Qua biển là tới cái rừng dốc sỏi. À. Nếu mà tính theo đường chim bay thì cách đây khoảng bao lâu xa hả chú? Xa cỡ 6-7 cây số. 6-7 cây số. Là tính theo đường chim bay á. À. Cái món do chú biết được ông thầy Yên là chú là cái người cưa cây xẻ gỗ ngày xưa, là khi mà muốn dựng chòi dựng láng gì đó là gọi là dựng cái một cái chùa bằng gỗ, cũng như làm cái am chùa, để tu hành đó mà. Dạ. Thì theo con biết thì cái tình độ cư sĩ Phật học này là nó là gọi là phước thiện song tu. Và phước thiện song tu có nghĩa là vừa làm việc thiện và vừa tu hành. Thì chú cảm thấy là ông thầy Yên có đạt được cái điều đó chưa? Đạt á, cái chuyện đạt á thì cái vấn đề để ở trên á, người ta suy xét không. Nhưng mà riêng cái vấn đề bản thân tôi á, là cùng với tất cả bà con ở xã Gia An á, thì thấy là điều đó là rất là thiệt, rất là đạt. Còn cái vấn đề đạt nữa hay không nữa thì coi như bề trên nào đó là cứ cứu sát. Còn cái vấn đề tôi thì cứ thấy ông là đạt rồi. Dạ. Hiện tại bây giờ có cái vụ lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng cùng với là ông Lương Y Võ Hoàng Yên này, thì cái sự việc nó cũng tương đối buồn trong cái câu chuyện là nếu mà hai người gắn kết với nhau về lâu về dài thì sẽ hỗ trợ giúp đỡ được biết bao nhiêu là hoàn cảnh, biết bao nhiêu con đường được xây dựng đó. Nhưng mà chuyện buồn thay là bây giờ đó, có một cái sự việc là bà Hằng nghi ngờ ông Yên này. Chỉ hiện tại trên mặt pháp lý thì chỉ là nghi ngờ thôi, chứ chưa kết luận của bên phía là công an thì chưa chắc chắn là ông Yên như vậy đó. Thì nếu mà cô chú anh chị nào có một cái lời nói công tâm hay là có hướng như thế nào thì quý vị có thể là trao đổi trực tiếp với là anh em tụi em nha thưa quý vị. Cảm ơn, con gửi lời cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Là cái tấm lòng từ thiện nè. Này là riêng chú. Nhà chú hết chỗ Võ Hoàng Yên nè. Mình coi như không riêng chú mà tất cả mọi người đều phải cái bệnh già rồi đó. Sau khi cái vấn đề chữa bệnh ở bệnh viện thành phố rồi về là cuối cùng mình đâu có không có hết được. Rồi bây giờ động lại thân thể mình cho nó khỏe mạnh thì phải là tới ngay cái Hưng An Tự chỗ ông Võ Hoàng Yên này là mình phải là hốt thuốc. Đâu người ta không có đòi hỏi tiền bạc gì hết. Dạ. Nhưng mà hốt với cái tấm lòng từ thiện, mà nhờ như vậy thì cuối cùng đó là người dân mới hưởng được những cái thang thuốc nam này, rồi về uống mới bớt. Chẳng hạn ở cô bên này nè, coi như bệnh viện Chợ Rẫy có bị ung thư á, bệnh viện Chợ Rẫy như vậy là coi như là cho về để mà chuẩn bị qua đời. Nhưng mà cuối cùng về vô làm công đức cho ở chùa Hưng An Tự của viên vô, như bên này là sống như vậy là cả chục năm nay là vẫn còn sống. Bây giờ cái thuốc nam bên này thực sự mà nói là như thế này, có hết hay không thì con cũng chưa khẳng định và chưa biết được. Nhưng mà một cái điều rõ ràng là khi mà bệnh viện trả về ông Yên trị bệnh thì có một cái sự động viên tinh thần. Nếu mà có một cái sự động viên tinh thần từ phía ông Yên là căn bệnh này tôi có thể là trị được, và người ta có một cái hy vọng để người ta tiếp tục duy trì. Còn cái cũng nhờ là uống cái thuốc nam này nữa nè. Đó nên là vấn đề nhiều, rất là nhiều người ta vấn đề là ta sống kéo dài thời gian á, 5, 10 năm hay 10 mấy năm này nọ là cũng chờ cái thuốc nam đây. Chứ nếu trường hợp ở Gia An này mà nó không có vấn đề cái bài thuốc. Rất là nhiều trường hợp rồi hả bác? Hả? Có rất nhiều trường hợp mà bị bác sĩ là... Có rất nhiều trường hợp là ở các bệnh viện người ta coi như trả về rồi, ta cho về đó. Ở đây rất là nhiều những người mà có tuổi, chẳng hạn như ví dụ như bác đây cũng vậy. Dạ. Sau khi cái vấn đề cái bệnh này nọ thì bác về dựa vào trong vấn đề thuốc nam bác uống cuối cùng nó bớt nè, phải không? Dạ. Dạ thì qua video vừa rồi thì cô chú anh chị cũng đã thấy Lương Y Võ Hoàng Yên cũng là một người rất chịu khó chịu cực, đi dán từng gỗ để về mà xây chùa ở cuốc đất trồng thuốc, lại là một người rất là chịu khó chịu cực cho đến mới có đến ngày hôm nay nha mọi người. Dạ thì video em cũng xin kết thúc tại đây. Dạ em cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Dạ mọi người theo dõi nhớ đăng ký ủng hộ kênh em và để xem những video về Lương Y Võ Hoàng Yên cũng như là những đời sống hiện tại nha mọi người. Dạ thì em cũng cảm ơn tất cả mọi người. Dạ em cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người.